Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên, chương trình thứ 7 ngày 7 tháng 5. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay kỷ niệm 62 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, mùng 7 tháng 5 năm 1954, mùng 7 tháng 5 năm 2016. Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ toàn thắng góp phần quyết định cho thành công của Hội nghị Geneva về Đông Dương năm 1954. Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ đã làm tăng niềm tự hào dân tộc, niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân một lòng một dạ chiến đấu dưới lá cờ vẻ vang của Đảng vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Gặp gỡ ông Hoàng Đăng Vinh, người con quê hương Hưng Yên, bắt sống tướng Đờ Cát trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Huyện Yên Mỹ, các diện tích được trồng thủy sản mang lại thu nhập cao cho nông dân. Hợp tác xã rau an toàn xã Trung Nghĩa cung ứng ra thị trường nhiều rau an toàn. Vì sao người tiêu dùng tẩy chay hoa quả Trung Quốc? Nhiều xã ở Quái Châu chậm về đích nông thôn mới vì tiêu chí trường học. Đất nước hôm nay đang vui mừng chào ngày hội lớn. Ngày toàn dân làm nghĩa vụ thiêng liêng, vì độc lập tự do, vì Tổ quốc mạnh giàu, chúng ta đi bầu chọn người có tài có đức, đem hết sức mình để phục vụ nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua, đồng chí Đoàn Văn Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đã về dự sinh hoạt Đảng tại chi bộ thôn Nghĩa Giang, xã Toàn Thắng, huyện Kim Động. Tại buổi sinh hoạt, các đảng viên đã sôi nổi thẳng thắn tham gia đóng góp nhiều ý kiến thảo luận, đồng thời kiến nghị cơ quan có thẩm quyền quan tâm giải quyết một số vấn đề như công tác xây dựng nông thôn mới còn chậm, tăng cường kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn. Phát biểu tại buổi sinh hoạt, đồng chí Đoàn Văn Hòa đánh giá cao những kết quả trong công tác lãnh đạo của chi bộ thôn, góp phần không ngừng cải thiện nâng cao đời sống nhân dân. Để hoàn thành mục tiêu nghị quyết đề ra trong tháng 5 và trong thời gian tới, đồng chí đề nghị chi bộ thôn cần triển khai tích cực công tác vận động tuyên truyền nhân dân, thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nhiệm vụ địa phương, phân công chỉ đạo giải quyết những kiến nghị, bức xúc của nhân dân. Thông tin tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Sau khi hoàn thành hiệp thương lần 3 để công tác bầu cử trên địa bàn được diễn ra thành công tốt đẹp, Mặt trận Tổ quốc huyện Mỹ Hào đã tăng cường nhiều biện pháp. Bên cạnh việc hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc các cấp xã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền cho bầu cử, thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc huyện Mỹ Hào đã tổ chức lấy ý kiến nhận xét tín nhiệm cử tri nơi cư trú và cử tri nơi công tác đối với người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện. Tổ chức hướng dẫn công tác bầu cử và giám sát công tác bầu cử tới các khu dân cư. Đến thời điểm này, hầu hết 13 xã thị trấn trên địa bàn huyện đã cơ bản hoàn thành công tác niêm yết danh sách cử tri, danh sách đại biểu ứng cử và hoàn thành việc kẻ vẽ pano áp phích, băng rôn khẩu hiệu. Nhiều địa phương đã hoàn thành việc chuẩn bị tại khu vực bỏ phiếu, hòm bỏ phiếu như xã Minh Đức, xã Nhân Hòa. Hiện tại, mọi công tác chuẩn bị cho bầu cử trên địa bàn huyện triển khai đều diễn ra theo đúng kế hoạch. Mặt trận Tổ quốc huyện Mỹ Hào đang tiếp tục vận động các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường công tác kiểm tra bầu cử và tiến hành tổ chức hội nghị vận động tranh cử cho những người ứng cử. Thưa quý vị và các bạn, 62 năm về trước, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đã làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Với đại tá Hoàng Đăng Vinh, người đã cùng đồng đội tham gia bắt sống tướng Đờ Cát, đó cũng là dấu ấn không phai mờ của đời lính. Người cựu chiến binh ấy giờ tuổi đã cao, sức đã yếu nhưng vẫn còn mong muốn đem lại tinh thần Điện Biên Phủ phát huy trong cuộc sống hôm nay. Xuất thân trong gia đình nông dân nghèo ở xã Tiên Tiến, huyện Phù Cử, vốn trong vùng địch hậu. Chứng kiến cảnh những người thân yêu nhất của mình bị tra tấn đầy ải dưới gót giày của bè lũ thực dân. Chưa tròn 17 tuổi, chàng trai trẻ Hoàng Đăng Vinh lên đường nhập ngũ và trở thành tân binh của đại đội 360, tiểu đoàn 130, trung đoàn 209, sư đoàn 312. Đến cuối năm 1953, ông cùng đơn vị hành quân về Điện Biên. Đầu tháng 3 năm 1954, Hoàng Đăng Vinh tham gia trận đánh đầu tiên cách cứ điểm Him Lam chừng 10 cây số. Tôi cũng như các chiến sĩ khác chiến đấu rất dũng cảm, bắn hết viên đạn, ném hết lựu đạn,
Nếu đúng ra thì kinh nghiệm của các chiến sĩ cũ thì các đồng chí sẽ lấy vũ khí của đồng đội để chiến đấu. Tôi chả hiểu gì, thế là tôi cứ ngồi đấy, ngồi thụt xuống dưới hố chiến đấu này. Giữa lúc đang ngồi như thế thì nghe một tiếng quát rất to của đồng chí Chí. Chí Chí là tiểu đội phó mà. Đồng chí Vinh đâu? Chúi hai thằng bên trái. Nghe tiếng quát thế thì tôi giật mình, tôi đứng dậy. Đứng dậy thì đã thấy hai thằng Tây lù lù trước mặt mình rồi. Thế thì lúc đó chiến đấu bằng, tôi là chiến sĩ bằng súng trường, gọi là cái khẩu trường mát ấy, có lưỡi nhọn này này. Thế thì vừa mới đứng dậy thì trông thấy hai thằng Tây như thế. Thế thì không còn có cái tính toán gì cả, lao luôn một nhát mới lên chọc thủng, đâm được một thằng dưới nó một nhát rút ra thì cái thằng ấy ngã lăn vầy. Cái thằng chạy gần đến nơi thấy thế nó cũng ngã luôn. Và trận ấy là tôi được tặng thưởng huân chương chiến công hạng ba. Khi được tặng được huân chương chiến công hạng ba mà tôi còn không dám nhận. Thế nhưng các anh phân tích, các anh, đồng chí Vinh là một tân binh nhưng chiến đấu rất dũng cảm, rất xứng đáng. Sau trận đánh đầu tiên bảo vệ giao thông Hào trước đồi Him Lam, ông cùng đồng đội tiếp tục được giao nhiệm vụ đào công sự và giao thông Hào để chuẩn bị cho các trận đánh tiếp theo. Đến chiều ngày 7 tháng 5 năm 1954, lệnh tấn công được phát ra, đại đội của ông Vinh được chia làm 3 mũi truy quét quân địch. Với vai trò là tiểu đội trưởng, ông Vinh ra lệnh cho các chiến sĩ tiến lên. Đúng 17 giờ ngày 7 tháng 5, đại đội trưởng đại đội 360 Tạ Quốc Luật chỉ huy 5 chiến sĩ xông vào hầm chỉ huy bắt sống tướng Đờ Cát cùng toàn bộ sĩ quan cao cấp của tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, chấm dứt những ngày tháng đô hộ của bè lũ thực dân. Khi chúng tôi vào thì đầu tiên đã nhìn thấy khoảng hơn 20 sĩ quan Pháp nhốt nhau cả lên, co rúm nhau lại, có thằng chui cả xuống gầm bàn này. Đại đội trưởng Tạ Quốc Luật ra lệnh bằng tiếng Pháp thì tất cả bọn họ đều đứng dậy giơ tay xin lỗi. Riêng Đờ Cát Ri cứ ngồi yên. Ông lệnh cho tôi là bắt tôi đầu hàng, có nghĩa là đừng có giết nó. Những việc đúng là rất tức. Thế là tôi mới lao vào trước mặt tướng Đờ Cát. Tướng Đờ Cát đang ngồi thì tôi vừa ấy đến, chưa kịp xử lý thế nào thì ông ta đã đứng bật dậy và giơ tay trai ra bị bắt tay. Tôi không hiểu sao lại bắt tay. Bắt tay là thế nào nhỉ? Tức là nghĩ trong đầu thôi mà. Thế mà ngay lập tức lúc bây giờ tôi dùng cái mũi súng khẩu Tôm Sơn ấy, thọc nhát vào bụng ông ta. Cũng khá đau. Đồng thời mà quát cái khẩu lệnh hô lớn mạnh. Thế là tướng Đờ Cát đau quá, sợ lùi lại mấy bước giơ tay lên. Ngày 19 tháng 5 năm 1954, chiến sĩ Hoàng Đăng Vinh cùng đoàn đại biểu là cán bộ chiến sĩ tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ vinh dự được về gặp Bác Hồ, chúc mừng sinh nhật Người và báo cáo với Người về kết quả chiến dịch. Giờ đây, trong tổ 5 chiến sĩ trực tiếp bắt sống tướng Đờ Cát ngày ấy, chỉ còn lại duy nhất một mình ông. Các đồng đội của ông đã về với đất mẹ. 62 năm qua, Đại tá Hoàng Đăng Vinh vẫn luôn là một người chiến sĩ Điện Biên theo đúng nghĩa. Một người chiến sĩ hào hùng trong chiến dịch lịch sử đầy máu và nước mắt. Một người chiến sĩ luôn đi tiên phong trên con tàu xây dựng quê hương đất nước. Trong căn phòng nhỏ ở khu tập thể Công Binh, phường Thị Cầu, thành phố Bắc Ninh, những tấm huân chương kháng chiến của ông treo khắp 4 bức tường nhà. Những dòng ký ức của ông về Điện Biên, về những người lính trong trận chiến đến hôm nay đều nguyên vẹn như chỉ diễn ra ngày hôm qua, vẫn còn đầy ắp cảm xúc chưa từng được kể và sẽ không bao giờ phai nhạt trong ký ức của người lính già hôm nay. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thời sự.
Những năm qua, huyện Yên Mỹ chú trọng khai thác các diện tích mặt nước ao hồ vùng trũng để phát triển nuôi trồng thủy sản, tạo nguồn thu nhập cao cho người dân. Toàn huyện có trên 320 ha diện tích nuôi thủy sản, tập trung ở các xã Yên Phú, Hoàn Long, Trung Hưng, Việt Cường. Giống cá được thả chủ yếu là cá chép, chấm, rô phi, diêu hồng. Đặc biệt, từ năm 2014, mô hình lúa cá đã được triển khai và bước đầu đạt hiệu quả. Bà con vừa canh tác được một vụ lúa, vừa thu được nguồn lợi từ nuôi trồng thủy sản. Tiêu biểu là mô hình của ông Nguyễn Văn Vân ở xã Trung Hưng với diện tích 4 ha, mô hình của ông Nguyễn Văn Thùy ở xã Thanh Long và mô hình của ông Luyện Văn Hoàng ở xã Ngọc Long với diện tích 2 ha. Trung bình mỗi năm, toàn huyện cung cấp cho thị trường gần 2.500 tấn cá các loại. Mỗi hecta nuôi trồng thủy sản mang lại nguồn thu nhập từ 150 đến 300 triệu đồng một năm. Hiện nay, huyện đang đẩy mạnh thực hiện dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, khu nuôi trồng thủy sản với quy mô trên 32 hecta nhằm chuyển đổi các diện tích đất vùng trũng sang nuôi thủy sản tập trung, nâng cao thu nhập cho người dân. Hiện nay, nhu cầu về sản phẩm rau sạch, rau an toàn rất lớn, trong khi đó nguồn cung cấp rau sạch ở thành phố Hưng Yên lại còn nhiều hạn chế. Vì thế, Hợp tác xã Rau Sạch Rau An Toàn ở xã Trung Nghĩa hoạt động hiệu quả đã góp phần đáp ứng được nhu cầu của thị trường. Năm 2011, Hợp tác xã Trung Nghĩa triển khai dự án trồng rau an toàn với tổng diện tích là 17 ha, tập trung chủ yếu ở thôn Đầu Đặng. Để mô hình trồng rau an toàn được thành công, Hợp tác xã đã được các cơ quan chuyên môn giúp đỡ mở các lớp huấn luyện về các quy trình sản xuất rau an toàn như việc chuẩn bị đất, phân bón, hệ thống nước tưới tiêu, cách phòng trừ sâu bệnh. Bên cạnh đó, người dân còn được hỗ trợ về kinh phí, lắp đặt đường điện cho khu sản xuất rau, xây dựng các bể chứa nước và đào giếng khoan để người dân có nguồn gốc nước sạch tập trung tưới tiêu tại vườn. Cái quản lý cái chuỗi rau an toàn này thì Hợp tác xã cũng thường xuyên thăm lực lượng hàng nào. Thứ nhất là cái chuyển giao của khoa học kỹ thuật, từ cái chi cục an toàn bảo vệ thực vật của trạm bảo vệ thực vật, chi cục an toàn thực phẩm. Thường xuyên và lớp tập huấn thường xuyên cho bà con của từng loại cây trồng và từng vụ, làm sao cho bà con nắm chắc được từng cái giai đoạn của từng cây trồng để cho ra cái chuỗi rau an toàn thì tương đối đảm bảo, lý do là cách đi cái thời gian đảm bảo cho người tiêu dùng. Sau hơn 4 năm triển khai dự án, đến nay mô hình sản xuất rau an toàn của Hợp tác xã Trung Nghĩa đã thành công. Người dân đã nắm chắc được các kỹ thuật và đã dần ổn định sản xuất với phương châm mùa nào rau ấy. Người dân trong vùng sản xuất rau an toàn của Hợp tác xã Trung Nghĩa đã thực hiện các biện pháp luân canh, cuối vụ, các loại cây rau màu như su hào, bắp cải, xà lách, rau muống, rau đay, mồng tơi, rau gia vị. Sản phẩm rau an toàn của Hợp tác xã Trung Nghĩa không chỉ được bán tại các cửa hàng rau sạch trong thành phố, mà còn được bán tại các chợ và có các mối hàng trên Hà Nội về thu mua. Trung bình mỗi ngày, Hợp tác xã bán ra thị trường từ 4 đến 5 tạ rau các loại. Bất kỳ một hộ gia đình nào có ruộng đây đều được học trong vòng 3 tháng phải có một cái chứng chỉ, tức là trồng rau an toàn. Trước khi trồng thì cái điều cơ bản là phải để làm ruộng, tơi xốp và trộn phân, ủ phân hoai mục để bón lót cho cây. Và khi mà đã bón lót gieo cây xuống thì chúng tôi hoàn toàn dùng nước giếng khoan, là nước giếng, nước sạch để tưới cho cây chứ không dùng những cái nguồn nước bẩn và cũng không tưới phân tươi. Trước khi thu hoạch 45 ngày, chúng tôi hoàn toàn không dùng thuốc bảo vệ thực vật. Hiện nay, Hợp tác xã Rau An Toàn xã Trung Nghĩa đã bắt đầu áp dụng mô hình Việt Gáp, đồng thời tăng cường tìm kiếm thêm thị trường trong và ngoài tỉnh, góp phần cung cấp nhiều lượng rau sạch cho người tiêu dùng, đồng thời nâng cao nguồn thu nhập cho người dân. Thưa quý vị và các bạn, không thể phủ nhận những ưu điểm của hoa quả Trung Quốc như mẫu mã đẹp, giá rẻ và đa dạng về chủng loại. Tuy nhiên, trước nhiều vụ việc hoa quả Trung Quốc không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, nên những mặt hàng này gần như bị người tiêu dùng tẩy chay. Theo khảo sát tại các chợ trên địa bàn thành phố Hưng Yên, đa số những sản phẩm hoa quả có gắn nhãn mác của Trung Quốc đều khiến người tiêu dùng ngần ngại khi lựa chọn như táo, nho lê và dưa vàng. Có hai nguyên nhân được đưa ra. Một là qua những thông tin thời gian gần đây, nhiều mặt hàng hoa quả của Trung Quốc bị các cơ quan chức năng phát hiện có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật sử dụng chất bảo quản, chất kích thích. Hai là qua thực tế sử dụng, người tiêu dùng đã phát hiện ra nhiều dấu hiệu bất thường của hoa quả Trung Quốc, như hư hỏng rất nhanh hay để hàng tháng vẫn không biến đổi, khi ăn có mùi lạ gây ra những rối loạn ngay tức thì đối với người sử dụng.
Vẫn biết không phải tất cả những mặt hàng hoa quả Trung Quốc đều gây độc hại, nhưng nó đang đánh mất lòng tin đối với người dân. Thay vì sử dụng những sản phẩm Trung Quốc, người tiêu dùng lựa chọn những sản phẩm bình dân vào mùa nào quả nấy của nông dân trong nước trồng như bưởi, dứa, xoài, ổi hoặc những hoa quả nhập khẩu của Mỹ, Úc. Buôn hàng Việt Nam thôi, nên là hàng Trung Quốc chị không buôn. Chị là vì sao hàng Trung Quốc mình lại không buôn ạ? Vì là ăn nó có hại cho sức khỏe. Mình dùng hàng Việt, chứ Trung Quốc mang về đây là chúng tôi ăn, là chúng tôi cứ no, nghĩ là chúng tôi không dám mua nữa đâu. Đấy, coi như thì ế mang về có quả nó ngấm thuốc thì để cái thối này, quả nào không ngấm thuốc để còn đâu ngấm thối. Sau 5 năm triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay bình quân mỗi xã ở Khoái Châu đạt 15,87 tiêu chí. Trong các tiêu chí còn lại thì tiêu chí số 5, tiêu chí về cơ sở vật chất, các trường học là tiêu chí gây khó khăn nhất, khiến nhiều xã chậm về đích nông thôn mới. Ngoài 6 xã đã đạt và cơ bản đạt 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới là Đông Kết, Bình Minh, Thuần Hưng, Phùng Hưng, Tân Châu và An Vĩ, toàn bộ các xã còn lại của huyện Khoái Châu đều chưa hoàn thành tiêu chí số 5, quy định 80% cơ sở vật chất các trường học trên địa bàn xã đạt chuẩn quốc gia. Do kinh phí xây dựng chủ yếu dựa vào ngân sách nhà nước, công tác xã hội hóa giáo dục ở các địa phương còn hạn chế, nên nhiều trường còn phải học nhờ, không có nhà đa năng, phòng bộ môn, sân chơi, thậm chí thiếu cả khu văn phòng. Nhiều trường mầm non vẫn phải học nhờ tại các nhà văn hóa thôn. Qua thống kê, các cấp trường học còn thiếu 429 phòng học, phòng chức năng để đạt chuẩn. Tổng kinh phí xây dựng bổ sung mới các phòng học, phòng chức năng trung bình khoảng 128 tỷ đồng. Chưa kể trang thiết bị giáo dục và sửa chữa nâng cấp, các phòng học đã xuống cấp, cơ sở vật chất thiếu đã và đang ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục tại các địa phương. Mời quý vị và các bạn đến với mục an toàn giao thông. Thưa quý vị và các bạn, theo tổng hợp của Ban An toàn Giao thông tỉnh, từ đầu năm đến nay, trên tuyến đường sắt chạy qua địa bàn huyện Văn Lâm đã xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông làm bị thương 2 người. So với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn giao thông đường sắt tăng 100%, nguyên nhân chủ yếu của các vụ tai nạn giao thông là do ý thức của người đi bộ và người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ không chú ý quan sát khi đi qua đường sắt. Được biết, nhằm đảm bảo an toàn giao thông đường sắt, Ban An toàn Giao thông tỉnh đã triển khai thành lập các tổ kiểm soát hướng dẫn giao thông tại 6 điểm giao cắt giữa đường ngang dân sinh với đường sắt không có đèn tín hiệu tự động, giao chắn, đồng thời trang bị 6 bộ thiết bị còi cảnh báo cho các nhân viên trực gác. Tuy nhiên, theo đánh giá, hiệu quả mang lại vẫn chưa cao khi mật độ phương tiện tham gia giao thông ngày một đông, cộng thêm ý thức của người tham gia giao thông đường bộ qua đường sắt kém nên thường xuyên xảy ra tai nạn. Chạy quá tốc độ là lỗi thường gặp nhất khi tham gia giao thông. Vậy mức phạt cụ thể trong từng trường hợp như thế nào là những vấn đề được nhiều người tham gia giao thông quan tâm. Theo Điều 6 Nghị định số 171 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt, quy định đối với mô tô, xe máy nếu vi phạm lỗi chạy quá tốc độ sẽ bị xử phạt như sau. Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng nếu điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 5 km/h đến dưới 10 km/h. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng nếu điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h. Phạt tiền từ 2 triệu đến 3 triệu đồng nếu điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h. Đối với ô tô, phạt tiền từ 600.000 đồng đến 800.000 đồng nếu điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 5 km/h đến dưới 10 km/h. Phạt tiền từ 2 triệu đến 3 triệu đồng nếu điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h. Phạt tiền từ 4 triệu đến 6 triệu đồng và giữ giấy phép lái xe 1 tháng nếu điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h. Hiện nay, tình trạng các em học sinh đi xe đạp điện, xe máy điện, không chấp hành việc đội mũ bảo hiểm vẫn diễn ra trên nhiều tuyến đường, tuyến phố. Cùng với đó là ý thức đội mũ cho trẻ khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy của các bậc phụ huynh còn nhiều hạn chế. Mục đích quan trọng nhất của quy định đội mũ bảo hiểm cho trẻ em là để bảo vệ các em, ngăn chặn những hậu quả đáng tiếc do tai nạn giao thông gây ra, góp phần đạt mục tiêu hạn chế tai nạn thương tích trẻ em, hình thành thói quen đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi tham gia giao thông.
Thế nhưng qua ghi nhận tại các cổng trường tiểu học trên địa bàn tỉnh, hình ảnh phụ huynh mũ áo đầy đủ nhưng những chủ nhân tương lai của gia đình và đất nước lại bị các bậc cha mẹ quên bảo vệ cái đầu. Mặc dù được tuyên truyền nhắc nhở thường xuyên, nhưng ý thức của các em học sinh điều khiển xe máy điện, xe đạp điện khi tham gia giao thông vẫn không chấp hành đội mũ bảo hiểm. Hình ảnh các em học sinh đầu trần khi đi xe đạp điện, xe máy điện vẫn đang diễn ra ở nhiều tuyến đường trong tỉnh, thậm chí diễn ra ngay trước các cổng trường học. Chỉ tính riêng số liệu của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh trong một năm qua đã kiểm tra xử lý 1.528 trường hợp các em học sinh đi xe máy điện, xe đạp điện, không đội mũ bảo hiểm và các bậc phụ huynh đưa đón con em bằng xe mô tô, xe máy, không chấp hành đội mũ cho trẻ. Cái lý do thứ nhất là do cái một bộ phận ý thức của người dân không chấp hành. Cái thứ hai nữa là do cái đồng loạt ra quân của công an các xã, thị trấn là cũng không ra quân. Bởi vì các cái trường học là đóng ngay tất cả trên các cái địa bàn của huyện, thành phố. Một cái thứ ba đó là cái chế tài xử lý thì đối với những người học, đối với các cháu học sinh thì từ 14 đến dưới 16 tuổi thì cũng chỉ là lập biên bản giữ phương tiện và mời bố mẹ đến và ra quyết định là cảnh cáo thôi, chứ cũng không xử lý bằng tiền. Thế cho nên là vậy thì cái việc răn đe nó cũng không được là thuyết phục, cái răn đe nó cũng không được là có hiệu quả. Hiện nay tình trạng học sinh và phụ huynh học sinh vi phạm luật giao thông đang diễn ra phổ biến. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, bên cạnh những giải pháp chế tài mà các ngành chức năng đang làm cùng những hình thức của các nhà trường áp dụng, trên hết vẫn là ý thức của các em học sinh và sự gương mẫu của các bậc phụ huynh trong việc chấp hành đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.